Ok, hello anh em, mình là Hiếu và đây là Hiếu Nguyễn của Sao Việt TV. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục một trận đánh 2-2 trong con game điện thoại di động Aqua 3. Và sát cánh với chúng ta sẽ là một người em trai level 17. Cũng đã có với chúng ta rất nhiều trận đánh rồi anh em. Hy vọng rằng đây sẽ là một trận đấu hay và có thể phục vụ anh em giải trí. Mình là Hiếu và đây là Hiếu Nguyễn của Sao Việt TV. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh nha, để luôn theo dõi được những video mới nhất và hay nhất. Để tiếp tục là một bản đồ vực thẳm, một bản đồ khá rộng lớn và có một đường bờ biển rất dài. Theo mình tính toán là có khá nhiều lợi thế đối với quân xanh nếu như họ sử dụng các đơn vị máy bay một anh em. Chuẩn bị vào trận đấu thôi. Bắt đầu rồi anh em. Mau chóng xây dựng căn cứ, sử dụng item một cách hợp lý, triển khai nhanh các đơn vị lính level 1 anh em. Phải cố gắng hết sức thôi. Ngay lập tức nâng cấp nhà chính lên level 2. Sử dụng thêm một item huấn luyện bộ binh anh em. Một trận đánh và vừa đánh và vừa nói chuyện như thế này thì rất khó khăn. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ luôn cố gắng cống hiến cho anh em những trận đấu hay, chiến đấu hết mình anh em. Anh em thấy trận đấu này hấp dẫn, kịch tính thì hãy nhớ cho mình một like nha. Phút thứ 1 rồi. Mình đã cố gắng triển khai rất nhanh các đơn vị lính bộ binh kết hợp với tăng một anh em. Liên tục rà soát bản đồ, kiểm lấy các thùng tài nguyên lớn nhỏ trên khắp bản đồ. Chúng ta vẫn đang chờ đợi nhà chính được lên level 2 để có thể triển khai các đơn vị hải quân anh em. Chúng ta cần phải mau chóng lấn lên phía trên thôi. Như vậy đã có sự đụng độ rồi. Quân xanh lam anh em. Nhà chính đã được lên level 2 và bây giờ là thuyền hải quân. Chúng ta cần phải mau chóng xây dựng hai nhà thuyền anh em. Không đủ năng lượng rồi. Cần phải sử dụng thêm một item sản xuất tài nguyên. Còn ngay lập tức hai nhà sản xuất thuyền thôi anh em. Rất quan trọng anh em ơi. Chúng ta cần phải sử dụng thêm một đơn vị xe tăng level 1 ra số căn cứ lực lượng của địch. Đồng minh chúng ta vẫn đang cố gắng chống chọi lại đối với lực lượng quân xanh. Hai thùng tài nguyên lớn đã xuất hiện. Và hy vọng rằng chúng ta có thể chiếm được thùng tài nguyên lớn trên biển anh em. Cũng khá là căng thẳng khi lực lượng của địch cũng đã triển khai được các đơn vị xe tăng phun lửa kết hợp với bộ binh rồi. Chúng ta phải cố gắng chính xác vào căn cứ lực lượng của địch thôi. Cho thẳng càng nhiều càng tốt anh em. Rất khó khăn rồi, chúng ta tổn thất đi một đơn vị xe tăng level 1 rồi anh em. Hơi bất ổn một chút xíu rồi anh em. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn còn cả các đơn vị hải quân. Đội binh chúng ta triển khai thuyền rất nhanh anh em. Quá tuyệt vời người em trai ơi. Chúng ta cũng cần phải mau chóng nâng cấp nhà thuyền lên level 2. Chuẩn bị có các đơn vị thuyền level 2 anh em. Chúng ta chỉ mở trinh sát được căn cứ lực lượng quân xanh lam thôi. Họ đã có các đơn vị xe tăng phun lửa kết hợp với lính bộ bên 1. Chúng ta vẫn chưa biết lực lượng quân xanh nước biển là sẽ như thế nào đây. Bắt đầu có sự tranh giành với thùng tài nguyên lớn ở phía bên trên rồi. Lực lượng quân xanh nước biển cũng vài anh em, cũng có các đơn vị lính bộ bên 1 kết hợp với tăng 1. Như vậy là quân lam cũng đã có được các đơn vị hải quân rồi. Quảng truy đuổi và bắn phá tới cùng. Chúng ta đã hết tài nguyên rồi anh em. Sử dụng đánh vàng rồi. Hơi khó khăn rồi anh em ơi. Quật vận đang liên tục bắn phá vào các đơn vị thuyền 1 của chúng ta. Chúng ta sẽ sắp lá cà luôn anh em ơi. Di chuyển và chống trả quyết liệt thôi.
Tạm thời thì thành công rồi. Rất khá nhanh anh em. Chúng ta còn phải có các đơn vị tàu 2. Sử dụng một item boost tàu 2 thôi. Sản xuất hải quân anh em ơi. Chúng ta cũng cần phải đề phòng chấn bộ nữa anh em. Một địch vẫn còn cái đơn vị bộ binh 1 kết hợp với xe tăng 1. Chúng ta cần phải rất hết sức cẩn thận anh em. Xe tăng 1 cần phải đi vòng thôi. Tiếp cận vào căn cứ lực lượng Busan. Chúng ta vẫn đang thiếu tài nguyên rất trầm trọng anh em. Hy vọng tàu 2 chúng ta sẽ đến kịp. Bảo vệ các đơn vị tàu 1 chiếm lấy các thùng tài nguyên anh em ơi. Đồng minh chúng ta đã chiếm được một thùng tài nguyên trên đất liền. Và chúng ta đã chiếm được một thùng tài nguyên trên biển anh em. Chúng ta vẫn không thể trinh sát được căn cứ lực lượng quân xa nước biển rồi. Xe tăng 1 chúng ta vừa ra lò là bị bắn hạ rồi anh em. Lần lè đến căn cứ lực lượng quân xa làng đã bị bắn hạ rồi. Họ còn rất nhiều các đơn vị lính bộ binh 1. Được đàm quá khủng khiếp anh em ơi. Chúng ta cũng phải mau chóng nâng cấp nhà chính lên level 3 thôi. Cũng phải có tài nguyên anh em. Có tiền mua tài nguyên thì hơi khó khăn rồi. Họ cho thuyền một đến trinh sát vào căn cứ lực lượng xanh lam thôi. Chúng ta cần biết họ có các đơn vị thuyền loại nào. Thuyền 2 hay thuyền 1 anh em. Hy vọng rằng quân xanh nước biển sẽ bỏ được thuyền. Nâng cấp nhà chính lên level 3 thôi anh em ơi. Vẫn là thuyền 1. Khá là ok rồi. Di chuyển và tấn công vào thuyền nhà sản xuất thuyền thôi. Tiến công lên em trai ơi. Quá căng thẳng rồi. Vừa đánh ra vừa chơi như thế này chúng ta cũng thao tác rất chậm. Bộ địch đã có được các đơn vị máy bay level 1 rồi. Và khả năng sẽ lại là một người chơi sử dụng full máy bay 1 anh em. Không sao cả, chúng ta cũng đã từng gặp những đối thủ như thế rồi. Vẫn còn rất nhiều cơ hội cho chúng ta. Đây là một bản đồ khá rộng lớn và họ sẽ ưu tiên sử dụng các đơn vị máy bay level 1 là trực tiếp rồi. Rất cần thiết đối với họ anh em. Di chuyển một cách linh hoạt, bay qua đường biển và tấn công ta một cách bất ngờ. Quá tuyệt vời người em trai. Liên tục bắn phá và phá hủy được các tòa nhà ven biển từ phía lực lượng quân xanh lam. Rất có thể quân xanh lam đã đầu lục lui về phía bên trong rồi. Chúng ta để ngăn chặn những bước tiến công bằng các đơn vị trực thăng từ phía lực lượng quân xanh. Chúng ta buộc phải sử dụng thêm các đơn vị xe tăng phòng không anh em. Đồng ý em trai ơi. Quân xanh có lẽ đang gần rối rồi. Mà chúng ta bắt đầu sản xuất ra các đơn vị máy bay anh em. Máy bay quân xanh vừa bay qua là bị chúng ta bắn hạ luôn. Không gì là không thể cả. Quân địch đã lần lạc kéo ra phía bên ngoài rồi. Và chúng ta vẫn tiếp tục bắn hạ anh em ơi. Bắn hạ và các đơn vị sẽ đang phun lửa từ phía lực lượng xanh. Gây tổn thất về tài nguyên cho họ thôi. Phút thứ 8 của trận đấu rồi. Đấu vẫn đang rất nóng anh em. Đồng ý em trai. Bắn không tới rồi.
Quán bắn vào đây thôi anh em ơi, cố gắng bắn phá thôi. Tầm với không tới nhưng chúng ta vẫn cố gắng hết sức mình thôi anh em. Quá tuyệt vời em trai ơi. Chúng ta vẫn cứ thể sử dụng thêm cái đơn vị thiên hai thôi. Có lẽ là không cần thiết rồi anh em. Bây giờ chúng ta cần phải tập trung trên bộ thôi. Quá là khó đánh rồi. Tầm bắn của đồng minh chúng ta quá tốt anh em. Ta cần phải có thêm một đơn vị thiên một tiếp cận vào vị trí của thùng tăng nguyên lớn trên biển em. Bên dưới này cũng hoài, chúng ta đã có được hai thùng tăng nguyên lớn rồi. Đồng minh hãy trinh sát ở trên này đi. Ta có tầm bắn không tới rồi anh em. Hơi khó khăn rồi. Như vậy là quân xanh đã thụt lùi ở phía bên trong rồi. Quân xanh làm cũng vậy anh em, thụt lùi vào phía bên trong. Có cái đơn vị bộ binh kết hợp với một đơn vị xe tăng phóng lửa. Chúng ta cũng đã có được khá nhiều cái đơn vị xe tăng phòng không rồi. Di chuyển vào phía bên này thôi. Chuẩn bị mở ra một cuộc tiến công vào căn cứ lực lượng xanh. Rất nhiều anh em. Họ vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Chúng ta đang cấp nhà chính lên level 4 thôi. Tình hình đã dần ổn rồi. Chúng ta sẽ triển khai thêm nhiều mũi tấn công. Một hướng tấn công vừa ngoài biển, một hướng tấn công bằng bộ binh và xe tăng ở phía bên này anh em. Và hy vọng rằng đồng minh chúng ta sẽ có các đơn vị chiến đấu cơ hoặc là một mùa tấn công khác ở phía bên trên, tạo ra thế gọng kìm anh em, tấn công ở cả ba mặt trận. Chúng ta vẫn đang còn tài nguyên, tuy nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái item xanh thôi. Tình hình là tạm ổn rồi. Enemy detected. Quân xanh nước biển và quân xanh lam dường như đang yếu thế hơn rồi anh em. Khi chúng ta kiểm soát tốt được đường biển thì họ không thể có được cái thùng tài nguyên trên biển, và đặc biệt là hai góc bản đồ nơi thường xuyên có xuất hiện của các thùng tài nguyên lớn thì chúng ta cũng đã chiếm lĩnh được rồi. Một địch dường như gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta sẽ nâng cấp thêm nhà sản xuất lính lên level 3 để có thể có thêm được các đơn vị lính bắn tỉa anh em. Rất hồi hộp anh em ơi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một chiến thắng thật hay, thật hấp dẫn để có thể có thêm kinh nghiệm cho anh em. Anh em thấy trận đấu này hay thì hãy nhớ cho mình một like nha. Và hãy cứ bình luận xuống phía bên dưới cảm nghĩ của anh em. Anh em nào muốn sát cánh với mình những trận đấu hay hay và đã được lên TV thì hãy kết bạn Zalo với mình theo số 092 476 2081 nha anh em. Cùng đánh với mình và cùng lên TV. Mình sẽ luôn sát cánh cùng với anh em. Porcupine ready.
Chúng ta vẫn đang cố gắng phát triển và bành trướng căn cứ này mời. Tiếp tục sản xuất thêm các đơn vị xe tăng 3. Và có lẽ chúng ta cần phải có một nhà hero. Cố gắng làm thêm các hợp đồng anh em. Khi em mới chơi những trận đấu như thế này, nếu anh em có lợi thế thì anh em hãy lên hero anh em. Cố gắng làm thêm các hợp đồng để thể có thêm nhiều tài nguyên, nhiều tiền. Một trọng nâng cấp nhà lực nhà, nâng cấp lính để có thể có những trận đấu hay hơn anh em. Đây là những điều thật sự cần thiết. Mỗi ngày anh em vào khi vào game thì hãy nhớ làm cho anh em, làm các hợp đồng. Khi mà quân địch trở nên yếu thế hơn thì chúng ta hãy làm hợp đồng anh em. Tuy nhiên thì vẫn cần phải chú ý phòng thủ căn cứ nha anh em. Không nên chủ quan. Bởi vì bất kỳ lúc nào họ đều vẫn còn có cơ hội anh em. Nếu như gặp phải những đối thủ VIP mà họ bút item một cách bất ngờ thì chúng ta chắc chắn sẽ rất là khó khăn khi phòng thủ. Cho nên chúng ta cần phải hết sức cẩn thận anh em. Luôn đề cao cảnh giác, thận trọng và đề phòng hết sức mình. Bắt đầu xây dựng nhà sản xuất hero rồi. Vậy là đồng minh chúng ta bắt đầu tiến công rồi anh em ơi. Có lẽ chúng ta không kịp làm hợp đồng rồi. Ok, và chúng ta sẽ tấn công cùng đồng minh luôn. Hai hướng tấn công anh em. Đồng ý em ơi. Và anh sẽ đánh vào một điểm khác. Tấn công vào khu vực căn cứ của quân Salam. Vào điểm D anh em. Giao chiến tổng lực ở cả hai mặt trận rồi. Phút thứ 16 của trận đấu. Và bây giờ là giao chiến tổng lực anh em. Địch vẫn còn khá cứng anh em. Có lẽ là rất khó khăn rồi. Có cả tăng 3 rồi anh em ơi. Chỉ tên lửa tăng 3 khá là khó khăn. Chúng ta cứ thận trọng mà đánh thôi. Không nên vội vàng. Bởi vì nếu như vội vàng chúng ta có cơ hội thua anh em. Mình sẽ có cơ hội thắng và chúng ta sẽ có cơ hội thua. Một điều rất vớ vẩn. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng hơn, đánh thận trọng hơn anh em. Trong những trận đấu như thế này thì anh em cũng không nên chủ quan nha anh em. Tại vì chủ quan chúng ta sẽ dẫn đến rất thất bại đó. Phút thứ 17 rồi. Nâng cấp nhà sản xuất hero lên level cao hơn. Để có những đơn vị hero mạnh mẽ hơn em. Chúng ta sử dụng các đơn vị tăng 3, cố gắng bắn phá và các đơn vị xe tăng của từ phía lực lượng đó thôi. Đây cũng là một hợp đồng của chúng ta anh em. Sử dụng tăng 3 và tấn công các xe cơ giới. Càng nhiều càng tốt thôi. Cũng sao bạn dường như đã kiệt quả rồi, không còn lực nữa rồi anh em. Xe tên lửa từ phía lực lượng xanh với đàm khá rộng anh em. Chúng ta cần phải thận trọng hơn. Hãy chờ đi em trai. Anh vẫn đang cần làm hợp đồng em ơi. Nhưng mà là em trai đã tấn công luôn rồi. Ok, để không làm mất thời gian của anh em thì mình sẽ tấn công luôn. Kết thúc trận đấu này anh em ơi. Làm hợp đồng và câu kéo thời gian của anh em thì chắc chắn anh em sẽ rất bất minh. Ok, không sao cả. Chúng ta sẽ làm hợp đồng sau. Tuy nhiên thì anh em hãy nhớ chú ý làm hợp đồng nha. Đừng quên làm hợp đồng, đừng quên kiếm tiền nha anh em. Tấn công luôn thôi. Cứ sản xuất thêm các đơn vị xe tăng anh em. Làm được bao nhiêu thì làm. Thằng bạc quán làm hợp đồng thôi. Có lẽ là quân địch đã bỏ cuộc chơi rồi. Chỉ còn những đơn vị lính thụ động bắn thôi anh em.
Phút thứ 19 của trận đấu và chiến thắng gần như là chắc chắn rồi anh em ơi. Mình là Hiếu và đây là Hiếu Nguyễn của Savi TV. Anh em thấy hay thì hãy nhớ cho mình và người đồng minh một like nha. Hãy cứ bình luận xuống phía bên dưới cảm nghĩ của anh em về trận đấu này. Cảm ơn người em trai đồng minh. Cảm ơn hai người chơi phía bên đấu địch. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi hết video. Một trận đấu khá nha anh em. Hai đối thủ khá yếu. Tuy nhiên thì đây là một trận đấu mà chúng ta vừa đánh và vừa nói chuyện, cho nên chúng ta vẫn cứ ăn lên. Hy vọng rằng sẽ có thêm một chút ít kinh nghiệm cho anh em và có thêm những video giải trí cho anh em nha anh em. Chiến thắng là chắc chắn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.